Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức tuyên truyền cho 1.500 học sinh trung học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đường lối quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, thông tin về các loại ma túy, chất gây nghiện mới, núp bóng dưới các dạng thực phẩm, nước uống không rõ nguồn gốc xuất xứ, dễ xâm nhập vào học đường hiện nay, tác hại, nguyên nhân dẫn đến sử dụng trái phép chất ma túy và cách phòng tránh, dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy, các quy định của pháp luật về xử và các đối tượng sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển về ma túy.